lên đây đủ mấy thứ, mấy thằng lồn mà tụi bay, mấy chọc lồn đó, mấy lồn tụi bay á, chọc lồn không à, bây giờ là gọi là ba chọc lồn đấy, đủ má đừng có lên chống cộng chống con cặc gì đó, về chống gia đình tụi bay á, nổ địa chỉ ra đéo có thằng cặc là dám tới á, đủ má mấy thằng lồn. Đúng rồi, trước khi tao bị xe đụng ở Khánh Bùi thì đụ má tao, phải đụ má mày, tao đụ vô lồn má mày trước, xong rồi tao chơi lỗ đít má mày khí ra cho mới để ra mày á, thằng lồn, đụ má thằng súc vật, tinh trùng khuyết tật, nội cái đụ má cái avatar cũng đéo bỏ ra được. You go fuck yourself, you wish. Đụ má mày, tao chết nhiều lần, mày mày có chút tao đụ má bị accident, tao đụ má thường ngược lại á, cái đó thường nó gọi là đụ má bác backpipe á, mày hiểu không? Mày chút tao đụng mà đụng xe, nhưng mà đụng có nhiều khi đụng nó ngược lại á cu, ông trời cũng có mắt mà. Mày đứng lên đi mày võ mồm. Ê ê thằng cái nick mà Khánh Bùi á, mày ngon, mày đưa mặt mày lên đây, tao mời mày lên đây nè, mày dám đưa mặt mày lên đây không? Thấy cái lũ mà Việt Nam qua lồn tụi bay á, từ thằng đụ má đầu Minh Quân lồn, cậu của thằng đụ má IQ Nguyễn lồn á, bây giờ có thêm má của nó là bà gì đó, bà lồn gì đó, chợ phó tổng thống lồn gì đó, là những thằng đụ má gạt gẫm lồn đó đó, tụi bay dám không? Tí toan ra đi rồi vượt vô. Rồi ép tí toan rồi đó. Ép tí toan vô rồi, ép tí toan. Tối ngày cứ lên đây má sủa. Quá 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 quá. Anh tí to mà tí to không có camera. Cô bé không biết nhục hả? Cô bé không biết nhục hả? Mấy quan đồn tụi bay đéo biết nhục hả? Tân tổng thống tân thời lồn, Đào Minh lồn đủ bá. Mấy cặc tụi bay lên cái hở cái nổ địa chỉ đi, đủ quá tao xé cho, đủ quá đội mũ đỏ đồ tới, đủ quá giết mày. Đủ má thường này cu, tao đủ má bị hù từ nhỏ lớn rồi, đủ má mày biết hồi nhỏ mày biết không, tao đủ má Mỹ Lai mà ở Việt Nam á, người ta chửi tao với đủ má bị quýnh hồi đồng hồi nhỏ đó, đủ má nhiều lắm, đủ má điếc là lì rồi. Lì từ nhỏ rồi. Bởi vậy đủ má từ khi mà đủ má tao mà vô cái phong trào đó, từ khi mà vô đủ má cái chỗ mà đủ mấy quen lên bay á là tao đéo. Nô, anh không thấy em. Em vô được rồi đó. Chào em. Tí to. ơi Chào anh. Làm gì hôm nay nóng dữ vậy anh? Nghỉ đâu ngơi tại tí quấn đi. đâu tại vì đó là băng đảng của mấy qua lừa đấy, xin lỗi em nhá, xin lỗi cộng đồng mạng chửi bậy nhá, mà chú chửi thì cũng lại mà đừng có ai mà giờ tôi nói là cho xin một câu đi nha. Những người mà bình luận ở chỗ đó mà chửi tôi á, nói tôi chửi tục tiểu vô học á, thì thích thì vô nghe, còn không thích thì đừng có nghe. Ở đây tôi chửi ba que chứ tôi không có chửi mấy người. Chửi mấy ba que sọc lồn này mà nói chuyện mà giống như dân dở hay đọc kinh á, thì mấy người đi kiếm mấy vô chùa hay vô nhà thờ mà nghe nha. Tôi phải mất Thôi. dạy cho mấy người. Mấy người mà cứ chửi tôi là vô học chứ lại đồ là này nọ đó. Thế mấy người thử đi, ở Việt Nam. Tôi không có bưng bô, tôi là một người ở Mỹ. Tôi là người Mỹ mà bác, tôi chỉ có một cái hướng, có một chút máu dòng máu Việt Nam, tôi hướng về Việt Nam thôi. Mà nó chửi Bác Hồ thì mấy người có chịu nổi không? Nó chửi đi em Bác Hồ nào này nọ, mà trong khi đó tôi phải chửi lại tôi nói chứ, cho nó lại chứ. Mà mấy người nói tôi là người vô học, mấy người nói tôi là mất dạy vô học. Mọi người dưới đây có nghe coi thấy đúng hay sai, mấy người đó xin lỗi nha, đạo đức giả cút, tôi không cần. Từ từ anh, tụi này nó xứng đáng mà, mọi người hiểu mà,
nó xứng với điều đó. Nhìn cái cách mà nó nói bác Hồ đó, em còn đang mong em vái lạy linh hồn của bác. Bác còn đâu, bác còn thương dân Việt Nam. Bác đi về bác vật cho mấy cái thằng khốn mà tối ngày lôi tên bác của con lên, bác của em lên, bác của chúng ta lên. Tối ngày lôi bác ơi, bác vật thằng những thằng đó, đừng có cho nó chết mà cứ cho nó sống sống dở dở ương ương vậy đó. Vậy á mới được. Phải đầy đọa nó. Con chào chú Nguyễn Nhàn. Tí nữa chú Nguyễn Nhàn lên cái phụ anh John nè. Chú Nguyễn Nguyễn Nhàn chửi cũng hay lắm đó. Không, nhưng mà cái là mấy mọi người không? Ở dưới đây nè, 60 mấy người nè nghe nè, tôi không phải là dân mất dạy nha, tôi không phải là dân du học. Mỗi bình thường tôi nói chuyện với Nancy với mấy anh em thì tôi với anh Cầm á, tôi đúng không rồi. Có em đâu em chứng nói, kiến. Nhưng mà mọi người vô chửi tôi nói là dân du học, chửi thề rồi này nọ, chửi nói bao que phải nói chuyện đàng hoàng. Đủ con đĩ mẹ nó đủ nó nói với bao que mà nó chửi bác Hồ kiểu đó đủ má. Tôi mà có đi tu, tôi ngồi trên bàn thờ tôi cũng leo xuống tôi ăn thịt chó. Tôi ăn thịt chó, tôi uống rượu xong tôi chửi mấy chó đẻ ra nữa. Tôi nói thiệt á, mọi người đừng có đạo đức giả. Khinh. Bọn này á, nó xứng đáng bị nghe chửi như vậy. Nó xứng đáng một ngàn lần. Nhìn cái cách mà nó nói bác Hồ, bác đã ra đi bao nhiêu năm nay mà nó lôi lên, nó gán, nó ghép, nó không, nó đặt tên này kia, không người, còn một cái gì nữa. Nhưng mà mấy cái người mà vô bình luận rồi á, xong ở đầu cái đó là yêu nước mà đâu mà yêu nước, xong rồi mới nó chửi bác Hồ như thế. Tôi không phải là bưng vô hay gì á, tôi là người Mỹ thôi, tôi không phải là Việt kiều. Mà tôi thấy vậy là tôi cũng nổi nóng rồi, không chi mà mấy người. Trời ơi, vậy mà la yêu nước, mà dân tộc Việt Nam, tẩm, thúi quắc. Em chào cả nhà. Con chào cả chú Nguyễn Nhàn với các anh chị. Dạ, phải nhìn cách mà tụi nó nói. Xong rồi tụi nó xuyên tạc cơ từ thằng nhỏ, từ thằng lớn cho đến thằng nhỏ. Không có một người nào bày đặt cái tối ngày à. Sản cướp miền Nam, cướp cái dòng họ chúng mày bất tài chết mẹ đi. Mà cứ bày đặt. Thì mẹ mày ba tao cúp cấm vận. Ba tao là... Chào em là Nancy chào, Phạm. Mai Nhật Long. Em chào chị Hải Yến Hoàng nè. Bởi vì sao không bao giờ em thấy chị lên live vậy? Hai người về tương tác. Chị Hải Yến lên tương tác phụ anh. Chửi chết bà nó đi. Chú, nhưng mà chú Nguyễn Nhàn biết chửi sao không? Nó là chó sủa chăng kệ cha nó chú ạ. Nhưng mà chúng nó đó, nó cứ lôi bác Hồ lên với lại bác tất cả các những người mà lãnh đạo của Việt Nam, kể cả bây giờ bác Trọng có bệnh gọi là hơi hu hi tí thôi, nó làm đủ mọi thứ, nó ngồi đó nó khấn vái rồi nó cho là cái gì số 1 là thế này, số 2 là thế kia, số 3 là thế nọ. Chú nếu mà chú nhìn thấy những cái đó, chú không đào dòng họ nó lên mới lạ đó. Tôi đây bọn tôi này người... nó xứng đáng như vậy chú à. Tôi là một cái bọn bất nhân bất lương. Tôi đây người Mỹ, tôi sống đây Mỹ lớn nè, tôi không biết cộng sản là gì hết á, tôi không thù cộng sản vậy. Mà tôi nghe tôi còn ngứa giái, còn mấy thánh vô đây, trời ơi, sao chửi bậy dữ quá, trời ơi. À, chửi gì đâu có cần phải xin lời lý gì đâu, trời ơi, có văn học chút xíu, ăn học chút xíu, ăn học cái lồn. Thì mẹ nói với ba que mất dạy, thì mẹ nó vô nó chửi đủ má. Đâu chửi. Quân khúc đâu. Thôi em chào Hoàng Phan với lại các bạn ơi. Có nhiều người ok đó anh mời Lễ Trần hay là Dung Quốc nè. Quân Khúc. Tao đâu thấy camera mày đâu. Mày vô ok mày gửi lại, mày gửi lời mời lại coi. Thằng Quốc Dũng hay là thằng Quân Khúc à, gửi lời mời lại đi. Rồi, tán mày vô đó. Không được. Mày ra đi, mày vô lại. Quốc Dũng vậy nữa.
Chào Khánh Nguyễn, chào mọi người nha, chào mọi người nha. Tự nhiên nhiều người quá không chào nổi đâu nha. Vô đây phải phải nói chuyện văn học. Trời ơi, đủ sống kêu tôi lên đi, tôi mặc bộ đồ vest với lại đồ mà đeo kiến vô xong đọc lấy cuốn văn học ra chửi ba que. Kính thưa ba que, hôm nay ba que làm ơn đừng chửi bác Hồ nữa nha. Tôi rất kính trọng ba que. Mọi người muốn tôi làm vậy hả? Hay sao? Hả? Rồi. Rồi. Ê, thằng Hùng Linh nhá, Hùng Linh.